Sáng ngày 19 tháng 6, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi động tại công ty FPT Software thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ lô E3, 2345, đường D2, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo các đơn vị. Trong chiến dịch tiêm chủng lần này, thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 836.000 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca. Đây là đợt phân bổ thứ tư và là đợt lớn nhất từ trước đến nay. Trong sáng ngày 19 tháng 6, dự kiến khoảng 500 công nhân khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức sẽ huy động 5 đội tiêm chủng để đảm nhiệm công việc này. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, toàn thể các cấp cần phải tập trung cao độ, nhanh chóng, đúng kế hoạch, đúng đối tượng, theo nghị quyết 21 và đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng. Phó Thủ tướng Thường trực cũng chia sẻ về nguồn cung vaccine thực sự còn hạn chế do việc mua và nhập về Việt Nam còn khó khăn, khan hiếm, nhưng nhà nước, chính phủ đã nỗ lực đến mức tối đa, huy động, vận động bằng mọi cách sớm nhất, nhanh nhất để nhân dân được tiếp cận với vaccine, trước mắt ưu tiên cho những điểm nóng, những khu vực có nguy cơ cao. Khẳng định sự quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong việc tiêm vaccine đúng đối tượng, đúng thời gian, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng với số lượng 650 điểm tiêm một ngày, bao gồm điểm tiêm tại trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm tiêm lưu động, nhằm đảm bảo giãn cách xã hội trong quá trình tiêm chủng, nên mỗi điểm tiêm vaccine chỉ cho 200 lượt người một ngày. Việc thực hiện đúng tiến độ thì trong một ngày sẽ có 200.000 lượt người được tiêm chủng và sẽ hoàn thành trước ngày 27 tháng 6.